Và công phu tu tập của con nó tự dưng con ngồi thiền hoặc con ngồi cúng kinh, con ngồi một tiếng đồng hồ con không thấy đau nhức gì nữa. Mà công phu tu tập rất là thoải mái, mà trí huệ mình nó cũng được định sáng suốt hơn. Thế là con mới gọi điện xuống Long Hương, con hỏi thăm thầy là cái đường đi xuống Long Hương đâu để cho con đi xuống con được kính lễ thầy. Thế thầy chỉ con thì con mò đường con xuống tới Long Hương, con mới trình với thầy là con ăn 2 tháng rồi. Thầy đi khám bác sĩ nói thật là ổn định rồi. Thì thầy cho con ăn da. Con ăn da. Nhưng mà con vẫn kiên trì giữ ăn gạo lứt. Chỉ thay gạo thôi, con ăn da. Thế thì con ăn thì rất chi là khỏe rồi. Thì con gái con thì nó có chồng được 3 năm nhưng cũng không có con. Thế là nó thấy mẹ ăn có hiệu nghiệm vậy, thế nó cũng ăn vào 2 tháng. Ăn 2 tháng sau khi bắt đầu nó 2 tháng thì cháu nó ăn da. Cháu ăn da thì bắt đầu là cháu có bầu. Cháu có bầu thì cháu vẫn tiếp tục ăn dưỡng sinh. Mô Phật. Cháu vẫn tiếp tục ăn dưỡng sinh. Khi cháu ăn dưỡng sinh thì cháu đẻ ra được một cháu gái. Cháu gái rất chi là khổ khỉnh, nhưng rồi cũng vẫn cho cháu ngoại con ăn dưỡng sinh luôn. Cháu bây giờ đã 20 tháng, cháu rất khỏe mạnh và là rất thông minh. Mô Phật. Đó là con xin trình mới qua sơ ý về bệnh của con và những cái phương pháp mà ăn dưỡng sinh ở gia đình con để được nhiều lợi lạc. Thì hôm nay con đến đây nhất cũng tri ơn thầy Tệ Hải cùng đưa tiên sinh Osawa đã dẫn dắt chỉ dạy chúng con trên bước đường tu tập để chữa bệnh, đặng cho được khỏe mạnh và được cái tâm khỏe mạnh để tu tập đến ngôi chánh đẳng chánh giác vô thượng bồ đề. Thì con xin đội ơn thầy và cầu chúc cho thầy được thân tâm an lạc, chúng sanh vị độ, luôn là bóng cây bồ đề che mát cho chúng con, dẫn dắt cho chúng sanh trên bước đường tu tập đến ngôi chánh giác vô thượng bồ đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì phát biểu kế tiếp là bà Hoàng Thị Bé. Cô Hoàng Thị Bé năm nay 39 tuổi, pháp danh là Diệu Liên, ở Rơ Đa, Tân Mỹ, Lạng Sơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Kính thưa quý Hòa Thượng, chư Đại Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử. Con tên Hoàng Thị Bé, pháp danh Liên Hoa, ở số nhà 363 Khơ Đa, Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn. Năm nay con 39 tuổi. Hôm nay con xin có đôi lời chia sẻ cùng tất cả đại chúng về bệnh của con. Năm 2004, con có đau ngực, khó thở, ho nhiều. Sau đó con đến bệnh viện La Phổi của tỉnh Lạng Sơn để khám. Bác sĩ nói con là dịch tràn màng phổi. Sau đó con điều trị 2 tháng ở bệnh viện mà không thấy bớt. Mà xong con xin đến bệnh viện La Phổi Trung ương điều trị tiếp, làm tất cả các xét nghiệm, rồi chụp CT cắt lớp. Bác sĩ nói con là bị bệnh ung thư buồng trứng. Sau đó chuyển con đến bệnh viện phụ sản Trung ương để mổ cắt một bên buồng trứng, rồi truyền 6 đợt hóa chất. Rồi con vẫn đi khám định kỳ hàng tháng. Đến năm 2006 con tái phát lần thứ 2. Sau con chuyển đến bệnh viện Ca Hà Nội để mổ tiếp lần nữa, rồi truyền hóa chất tiếp 6 đợt nữa. Sau đến năm 2007 thì có em trai con gửi cho con cái đĩa khắc phục bệnh tật của thầy Tuệ Hải. Thế con đến chùa Hoàng Pháp tu Phật thất, gặp bạn đồng tu chỉ cho con chùa sư cô Nhã, sư cô Phước. Con đến xin hai sư cô ở lại trị bệnh, nhưng hai sư cô chỉ con tới chùa Long Hương gặp thầy chủ trì. Thầy chỉ cho con
cách ăn số 7. Sau đó quay lại chùa, hai sư cô xin hai sư cô ở lại. Con ở lại ăn được 6 tháng số 7, rồi con xin đi về được 6 tháng. Con quay lại xin hai sư cô công quả được 2 tháng. 2 tháng sau con đi về vẫn ăn tiếp số 7 rồi số 6 mà ăn cho đúng. Được 1 năm sau con quay lại xin hai sư cô công quả tiếp. Đến nay đã được 4 tháng rưỡi. Con mới đi kiểm tra bệnh cách đây 2 tuần, kết quả siêu âm rất tốt. Kết quả xét nghiệm CA125 1,11. Con ăn phương pháp này đến nay được 2 năm rưỡi. Hôm nay con được đến dự lễ dỗ tiên sinh Ngô Sao Hoa, được thầy chủ trì cho phép con lên đây chia sẻ cùng đại chúng về bệnh tình của con. Và con xin có đôi lời tri ân tiên sinh Ngô Sao Hoa và thầy chủ trì bằng tất cả lòng thành kính. Và xin tri ân hai sư cô đã hỗ trợ cho con ăn uống tu tập theo đúng phương pháp này để cho con có được sức khỏe như ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái người phát biểu kế tiếp là Nguyễn Thị Kim Nga, 44 tuổi, ở thôn Tân Thắng, Cà Rông Na, Ké Na, Đắk Lắk, bệnh ung thư da, ung thư mũi. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên là Nguyễn Thị Kim Nga, pháp danh Nguyên Thuận. Hiện con đang ở số 10, thôn Tân Thắng, huyện Cà Rông Na, xã An Na, tỉnh Đắk Lắk. Hôm nay con lên, con trước là tri ân thầy Tuệ Hải, sau là thầy Nguyên Đức đã hướng dẫn cho con về cái phương pháp này để điều trị bệnh. Con bị ung thư da mũi, là trước kia con bị là đầu năm 2000. Sau đó là con đi điều trị tất cả các mọi nơi, ai bày con ở đâu là con theo ở đó, Tây y, Đông y, thuốc nam, thuốc dân tộc, rồi đủ các kiểu con đều đi hết. Nhưng cuối cùng cũng không điều trị được. Sau đó 2005 con chuyển qua ăn chay niệm Phật thì có giảm đôi chút. Sau đó là được một thời gian dài ăn chay thì nó chỉ có giảm thôi. Cái bắt đầu tới năm coi như là được 7 năm như vậy là bắt đầu nó phát sinh ra là nó đau, nó ngứa, nó nhức. Cái bắt đầu con mới vô bệnh viện. Con đi bệnh viện Da Liễu Sài Gòn thì họ cho con uống được 4 tháng thuốc như vậy, mà cứ 5 ngày là uống thuốc, nghỉ 5 ngày, sau đó đi tái khám. Con ở Đắk Lắk mà con đi Sài Gòn giống như con đi chợ vậy á. Cứ 5 ngày nghỉ, 5 ngày lại đi, là cứ 10 ngày đi một lần, 20 ngày đi một lần, con đi suốt như vậy, 4 tháng trời, không hết. Cái tự con qua bên ung bướu, thì bác sĩ ung bướu trả con về lại bên Da Liễu không nhận, kêu bệnh mà ngoài da thì qua bên Da Liễu chứ sao ở đây. Thì lúc đó đuổi con là nước mắt con chảy, con không nói được, con chỉ đưa hồ sơ cho coi thôi. Coi thì kêu là 4 tháng điều trị toàn là thuốc đặc trị mà không khỏi. Thì thôi tôi tiếp nhận chị vậy. Thế sau đó là họ xin cái xét nghiệm của bên Da Liễu để mà họ xét nghiệm lại. Thì 12 ngày sau họ gọi điện cho con là xuống để hướng dẫn điều trị bệnh. Con nói là nói qua điện thoại giùm cho con được không thì họ không chịu. Cái sau đó con phải xuống thì họ cho con uống thuốc theo đơn thuốc. Nó có thuyên giảm thôi, kéo dài 14 tháng ở bệnh viện ung bướu. Nó không lành nữa mà càng ngày nó càng nặng ra. Cái họ bắt con làm lại xét nghiệm. Con thì làm hết tất cả xét nghiệm máu. Các bệnh viện kia đều kêu là trong máu con không có, là bây giờ phải làm sinh tiết. Cái họ bấm phần thịt của con, tại vì bên Da Liễu là họ bấm cạn thôi. Họ xét nghiệm thì họ kêu là bị ngoài da,
mà bệnh bẩm sinh phát triển muộn. Cái bên ung bướu thì bây giờ họ kêu là bây giờ phải bấm sâu vô phần sụn. Nếu như ăn vô phần sụn á, thì là phải cắt bỏ hết mũi để thay thế. Thì họ làm xét nghiệm cái 12 ngày sau họ báo kết quả cho con là bị ung thư, ăn sâu vào phần sụn rồi. Cho nên là phải nhập viện để mổ, để thay thế, chứ còn điều trị dài ngày rồi mà không hết, chị giờ phải làm phương pháp đó. Thì con có hỏi là nếu như mà mổ thì được bao nhiêu phần trăm? Họ kêu mổ để biết ở cái giai đoạn nào để điều trị, chứ chưa gì chưa mổ mà cô còn đòi bao nhiêu phần trăm thì sao tôi biết trả lời. Thế con nói là con không mổ nữa, con về nhà để con điều trị. Mà trước đó thì con chưa biết cái phương pháp này. Về nhà chỉ nói là ba con với gia đình nhà con để trì chú đại bi để điều trị cho con thôi, hỗ trợ cho con thôi. Chứ còn không có phương pháp nào nữa. Mà mổ thì là chắc chắn mổ là chết. Tại vì gần nhà con là có cái chị đó cũng ung thư mũi, mà mổ là được 3 tháng thôi là chết. Cho nên là con quyết định về nhà, nếu có chết thì chết cho nó sạch sẽ nhẹ nhàng. Về chỉ có niệm chú đại bi thôi. Thì con về con với lại ba con, với chồng con niệm chú. Thì niệm chú cũng được ngắn thôi, là con được cái phương pháp của thầy, con được đĩa của thầy, là con coi đĩa đó, con ăn. Con ăn gạo lứt muối mè được một tháng rồi con mới xuống con gặp thầy. Mà trong cái lúc mà con bước vào con ăn gạo lứt muối mè là con bị viêm đa xoang nữa. Khi mà con nhai gạo lứt muối mè được tới ngày thứ ba là tất cả mặt của con sưng hết luôn, sưng to tròn vậy. Hàng xóm mới nói là ăn như cô cái mặt giống cái mâm, thế tôi không ăn được, tôi nhai không được. Mà con nhai tới ngày thứ bảy là bắt đầu dợp hết miệng, răng nếu con dợp hết lên luôn. Thì tối lại là con nhai dầu mè, sáng là con nhai dầu mè. Rồi con vẫn cứ nhai, con không bỏ. Con vẫn cứ nhai đều như vậy, tới 12 ngày sau mặt con mới bắt đầu xẹp xuống. Khi mà con đang điều trị ở ung bướu á, là tay trái của con thuận tay trái, con làm tay trái, tay của con đã bại. Ba ngón sau này là không có cảm giác nữa. Thế là con điều trị ở bên ung bướu là được 13 tháng là tay con bại hoàn toàn. Các khớp của con á, khớp xương háng, khớp gối là cứng hết. Con ngồi xuống đứng lên rất là khó khăn. Con ngồi xuống đứng lên không được. Vậy mà khi mà đau nhức quá thì con chỉ đi châm cứu thôi. Đi châm cứu cho nó giảm đau, giảm nhức thôi. Về nhà chỉ có lẳng lặng một mình chịu đau thôi chứ không dám than phiền. Tại nhà con rất là khó khăn, con than phiền là bắt con đi chữa bệnh thì cái đi chữa bệnh mà lâu dài đó thì không thể nào đi được. Cho nên con lẳng lặng một mình. Sau khi con ăn phương pháp gạo lứt này là con mới ăn có 20 ngày, mẹ con ra chơi. Cái ra chơi với ngồi chơi nói chuyện với mẹ con ngồi xuống đứng lên bình thường, không bị mắc trở lại, không có phải viện cái gì để đứng lên nữa hết. Mà trong khi đó mới có 20 ngày mà tay con bắt đầu con đã cầm được các vật rồi, không có bị cứng nữa mà không có run nữa. Bắt đầu con bấu vô như thế này là có cảm giác hết. Là tiếp tục con ăn cho tới được một tháng con xuống con gặp thầy. Thì thầy cho con ăn theo cái phương pháp này, hướng dẫn cho con ăn cặn kẽ. Trong cái lúc con ăn á, nó thải độc ra. Con xuống con gặp thầy là thầy có hướng dẫn kỹ là khi mà thải độc là mình phải như thế nọ như thế kia. Rồi chồng con đọc thêm trong sách, trong đĩa, rồi hỗ trợ cho con nữa. Trong cái quá trình thải độc con rất là sợ. Con sợ kinh khủng. Toàn thân con là đen thui hết luôn. Mà da dẻ là nó nổi lên những cái hột hột nhỏ nhỏ li ti dày vậy. Khi thì nó ngứa, khi thì nó rát. Nó ghê gớm lắm. Con không dám xăng tay áo lên. Áo lúc nào cũng mặc cao lên cổ hết. Cháu con nó nhìn thấy mặt con, nó kêu mặt cô dơ lắm, đi rửa mặt đi. Nó đen tới mức độ đó, nó dơ. Còn móng tay, quanh móng tay, móng chân, cái gót chân của con là nó sần sùi da lên. Da nó sần sùi lên nhìn sợ lắm. Thì con nghĩ là cái bệnh ngoài da bây giờ nó thải độc ra ở da là da con nó sần sùi ghê lắm. Các cái lỗ chân lông của con này, nó tiết ra cái chất nhờn nó rất là hôi. Trong vòng 3 tháng liên tục như vậy là nó thải độc. Cái những lúc mà nó sốt mê man luôn. Thì thầy có hướng dẫn là sốt là phải uống tương
bột sắn dây với tương tamari, thì tối con cũng làm như vậy, con uống là nó dứt sốt, sốt một ngày, hai ngày, nhiều lắm là ba ngày. Có một lần đó con xuống, con ăn được 9 tháng, con xuống con gặp thầy, thầy Nguyên Đức có hướng dẫn là cô ăn được 9 tháng rồi thì cô ráng ăn, tại vì cái bệnh ung thư là ăn được lâu, phải ăn cho lâu thì nó mới sạch hết. Con nghe lời thầy về con cứ ăn. Con ăn được gần hết 9 tháng là bắt đầu con vật cái cơn đó là mạnh nhất. Con nằm mê man, con không biết gì, con không ăn được. Mà đêm thì không ngủ được, người nó chỉ có lơ lơ lửng lửng thôi. Con nằm im một chỗ, con cũng không dám di chuyển ra hết, con chỉ có uống nước, gạo lứt thôi. Sau đó là tự nhiên cổ họng con không đau, mà cứng không nói thành lời, không hề nói được. Con nói không được, nó cứng ngắc hết. Thì trong sách có hướng dẫn là những lúc mà nó thải độc ra như vậy thì mình phải làm thế nào, là con làm áp dụng theo, nhưng con vẫn không nói được. Đó không, con mới nhịn ăn. Con nhịn ăn ngày đầu thì chỗ cái lồng ngực con nó nhẹ đi một tí. Con nhịn ngày thứ hai thì có vẻ cái cổ của con nó mềm mềm ra tí rồi. Cái ngày thứ ba, tối ngày thứ ba là trong cổ của con hoàn toàn nhẹ nhõm. Thân thể con lúc đó là có cái sự sống trở lại. Tự con ngồi, con dựa lên trên tường được. Con không có phải nhờ người đỡ nữa. Rồi sáng ngày thứ tư là tự nhiên con đồng hồ của thằng con trai con nó reo. Con kêu con ơi dậy đi, sáng rồi, đồng hồ reo rồi. Tự nhiên con nói được, con mừng hết sức. Con cứ nghĩ là hay là mình ăn như vậy rồi không đúng phương pháp gì đây mà giờ không thể nói được nữa. Hay là cái nghiệp báo gì của mình mà bắt mình câm đây, chắc trước kia mình nói nhiều quá cho nên giờ bắt mình câm luôn rồi. Ăn số 7 mà không nói được này thì không biết làm sao. Trong lúc đó con không nói được mà chồng con cũng không có ở nhà, đâu có gọi điện được cho thầy, không biết làm sao hết. Thôi cứ ráng nhịn thôi. Nên con nhịn trong vòng 3 ngày 3 đêm như vậy, là sáng ngày thứ tư là con nói được. Con nói được một cách rất là nhẹ nhàng, không hề đau gì hết. Trong cái quá trình con ăn như vậy là nó thải độc ra như vậy, nhìn rất là đáng sợ. Cho nên con muốn dựa vô đây để con nói ra cái căn bệnh của con như vậy. Trong cái quá trình điều trị như vậy mà nó thải độc ra, nhiều người thải độc ra thì rất là sợ, không dám ăn nữa, hoặc là sợ những cái lúc mà thải độc ra trên cơ thể của mình là thầy có hướng dẫn trà 3 năm, là con tắm bằng trà 3 năm, con lau người bằng trà 3 năm, rồi nó ngứa quá thì là sức dầu mè, là chỉ có như vậy là hết. Thế sau con ăn được 18 tháng, con ăn riệt số 7 tới 18 là bắt đầu con lên ký. Trước kia là con 60 ký, 61 ký, con ăn số 7 được 3 tháng nó xuống 9 ký, sau đó là nó cứ tuột lần, con xuống còn có 39 ký, 40 ký. Con ăn 18 tháng sau bắt đầu nó lên lại, nó lên từ từ, nó lên từ từ, trong khi con đang ăn số 7 mà nó lên ký. Hôm nay là con lên ký được là 47 ký rồi, mà da dẻ con cũng sáng ra rồi, không còn đen, không còn sợ như trước kia nữa. Mô Phật, đó là quá trình con ăn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Người phát biểu kế tiếp là Lê Thị Hoàng Liên, 61 tuổi, ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Của Nạn Quan Đại Minh Cả Quan Tâm Bồ Tát. Kính thưa mười phương chư Phật, kính bạch Đức Sư Tôn, kính bạch Đức Đại Đức Đức Tuệ Hải. Hôm nay có nhân duyên lành, con đã đến được đây để được xin tri ân Tam Bảo và tri ân Đại Đức Thích Tuệ Hải đã giúp cho con qua được một cơn bệnh ngặt nghèo bất ngờ. Dạ, thưa mười phương chư Phật, bạch Đức Tam Bảo và tất cả các tăng ni đệ tử, con là Lê Thị Hoàng Liên, pháp danh Diệu Âm Tâm Hồng, 61 tuổi, hiện cư ngụ tại quận Tân Bình. Vào năm 2004, vì nhân duyên con được
được tâm phát nguyện ăn chay trường. Từ đó đến giờ thì cơ thể rất mạnh khỏe, không có hề uống một viên thuốc nào cả. Nhưng cách đây nửa tháng, một cơn nhức đầu đột ngột đến với con. Lúc đầu tiên á, con mời bác sĩ đến nhà để điều trị thì bác sĩ lạc quan và nói rằng cái bệnh con không sao đâu, cô cứ uống thuốc 3 ngày là hết. Nhưng mà con khi mà bắt đầu uống thuốc tây thì nó càng đau hơn. Con cố gắng uống qua ngày thứ hai để tìm từ cô có cái sự tiên giảm nào, nhưng mà nó vẫn cứ đau, nó vẫn càng đau nhiều hơn nữa. Con buộc lòng phải qua bệnh viện Thống Nhất khám, thì bác sĩ thứ hai khám có vẻ chu đáo hơn và cũng nói rằng cái bệnh này không sao cả, cố gắng uống thuốc 3 ngày là khỏi, nếu như được tuyên giảm thì gắng uống thêm 6 ngày nữa là dứt hẳn. Con cũng kiên trì uống, cố gắng uống cho đến ngày thứ hai thì nó đau không còn sức nào chịu đựng nổi nữa. Con lại qua bệnh viện Thống Nhất cấp cứu một lần nữa. Lần thứ hai thì là bác sĩ nói cứ về uống thuốc và xuất thuốc bình thường chứ không có sao đâu. Con muốn hỏi con bị bệnh gì mà đau lâu thế thì bác sĩ không trả lời. Bác sĩ cứ nói vậy rồi bảo con về nhà. Thì đêm hôm đó con không đau, không chịu nổi nữa. Rồi còn quậy, con cứ niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Con cứ niệm mãi điều đó. Đến sáng hôm sau thì bà chị thấy bệnh tình quá nặng, bà chị mới chuyển con đến bệnh viện Gia Liễu. Khi đến bệnh viện Gia Liễu thì bác sĩ ở đó khám có vẻ chu đáo hơn, kỹ lưỡng hơn và nói với con một câu như thử nói với người sắp chết. Nói cô, cái bệnh của cô không có kiêng cự gì hết, cô cứ về muốn ăn gì, muốn uống gì thì cứ việc, không có kiêng cự gì hết. Nhưng mà có một linh cảm nào, con thấy có cái gì bất ổn. Khi mà vị bác sĩ nói nhỏ với người chị của con rằng con nghe thoáng thoáng thôi, tại vì vị bác sĩ muốn giấu con, nói với là bà chị là bệnh nặng lắm, thành ra phải điều trị lâu. Thì con vẫn tin, lúc đó thì con không niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát nữa, mà con lại niệm A Di Đà Phật, để ví dụ như một chốc mắt một bất ngờ nào đó con rời khỏi cõi đời này thì con có ngài A Di Đà Phật dẫn đường dẫn lối, con không được không sợ bị lạc đường nữa. Lúc đó con cảm thấy bình thản vô cùng, tại vì khi mà con có một cái niềm tin về Đức A Di Đà rồi thì con không có còn sợ cái điều mà không sợ cái chết nữa, không sợ điều gì nữa. Con cứ luôn luôn tâm niệm A Di Đà Phật, mặc dù thân thể con đau quằn quại, cái đầu con đau không còn sức chịu đựng nổi nữa. Khi bà chị con đưa về đến nhà thì con không có thể ăn uống gì được, không có thể mà nằm cũng đau, ngồi cũng đau. Con cứ niệm A Di Đà Phật suốt trong lòng cho đến chiều tối thì duyên lành sao, người cháu ruột của con lại liên hệ được với Đại Đức Thích Tuệ Hải và xin được một lần hẹn. Khi đó thầy chấp nhận sáng mai đến chùa sớm để mà thầy trị bệnh cho con. Lúc đó tự nhiên lòng con nhẹ nhõm, nhẹ hẳn ra và con vẫn tiếp tục niệm A Di Đà Phật cho đến chuyến đi đầu sáng sớm là 4 giờ rưỡi sáng, cháu đã đưa con đến chùa. Vừa bước vô chùa, một niềm tin lớn làm cho con được yên tâm và con thấy nhẹ lòng hẳn ra, cái đầu nó cũng hơi bớt bớt đau. Rồi con ngồi chờ đợi thầy đến khi con được thầy khoán cho lần đầu tiên thì như một phép lạ, con không thể ngờ được. Con nghe lời thầy niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát trong lúc thầy khoán, thì sau đó khi mà cái tiếng khoán dứt đi rồi, thầy có hỏi con sao mà để nặng như vậy. Thì con bạch với thầy rằng, bạch thầy là con không biết vì hoàn cảnh và vì con không biết đến thầy. Đến khi nhân duyên cháu con nó tìm được
thầy và liên hệ được thầy thì con mới tìm đến ngay. Thì sau đó khi mà con bước ra khỏi phòng thầy rồi thì là cái bệnh con giảm hết 50%. Nó chính xác là 50%, mà lòng con rất nhẹ nhàng. Con lại tiếp tục niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Con lên chánh điện quỳ lại tạ ơn ngài, và dần dần thì cái sự nhức đầu của con nó giảm từ cho đến 60-70%. Và lúc đó thì con mắt bên trái của con khi mà bệnh thì nó lại sưng lên và không mở ra được nữa. Sau đó con từ từ mở ra và con nhìn thấy ánh sáng. Mô Phật, cái sự nhiệm màu này con không thể ngờ được. Cái sự nhiệm màu của Phật Pháp là được chứng minh qua nhiều kết quả của nhiều thế hệ. Nhưng mà đây là con đầu tiên, chính bản thân con nhận được sự nhiệm màu của mười phương chư Phật và sự tài đức của ngài, của Đại Đức Thích Tuệ Hải. Cho đến qua ngày hôm sau, con chờ đợi ngài Tuệ Hải đến ngày hôm sau, ngài ân cần hỏi thăm con về bệnh của con như thế nào. Thì con cũng bạch với thầy là con được tiên giảm rất nhiều, và nhưng mà đêm nửa đêm con lại thấy đau nhức lại, cho đến sáng con lại bình phục. Thầy lại ân cần, thầy nhiệt giúp cho con thêm một lần khoán buổi sáng nữa. Đến khi buổi chiều thầy dặn con chờ thầy khoán thêm một lần nữa là sẽ khỏi hẳn. Con chờ đợi, lúc đó là con thấy nhẹ hẳn người rồi, như là con chưa bị đau đầu lần nào. Và dễ có con mắt con hơi còn đau, con bị đỏ và còn nặng, hơi nặng một tí. Thì con chờ thầy đến chiều thầy khoán thêm một lần nữa thì là con lại thấy rất khỏe. Con thấy như là con chưa bao giờ bị bệnh hết. Con lại thấy lòng rất an lạc, con vui mừng biết tột độ. Và con đến tắm điện, con đánh lễ, con tạ ơn mười phương Tam Bảo. Con xin tạ ơn Đại Đức Thích Tuệ Hải, và lòng vui mừng mau chạy về nhà để nói với gia đình về cái phép nhiệm màu này, về cái sự mà trị bệnh màu nhiệm này. Thì con nghĩ là con nhờ con biết ăn chay niệm Phật một thời gian cũng khá dài, thành ra con mới được duyên lành gặp thầy Tuệ Hải để thầy trị bệnh trong lúc này. Khi mà con về đến nhà thì mọi người đều bất ngờ. Khi con đi thì con người con rã rời, không thể một mình mà đứng vững hoặc một mình mà ngồi vững. Khi con về thì con đi khoan thai vui vẻ lòng, mà gương mặt con lại sáng lên, mọi người mừng rỡ, muốn tất cả mọi người đều muốn đến ngay chùa để mà quỳ lại ơn Tam Bảo và quỳ lại thầy. Nhưng mà vì hoàn cảnh không được thì mọi người trong gia đình con hôm đó làm lễ tạ ơn mười phương Tam Bảo, và hôm nay con xin đến chùa với tất cả tấm lòng tri ân của đại gia đình con, của tất cả mọi người thân con, để xin tạ ơn mười phương Tam Bảo, tạ ơn Đại Đức Thích Tuệ Hải và mọi người đã giúp đỡ con thoát được một cơn bệnh ngặt nghèo bất thường này. Con xin hết lời. A Di Đà Phật. À, chúng tôi cũng nói thêm về cái bệnh giống như cái bệnh của cô ở đây á. Thì thường là trị Tây Y á, nó lành da thôi, nhưng mà nó sẽ đau hoài. Mà hôm chúng tôi nhận được điện thoại của người nhà của cô thì chắc có lẽ là người nhà dối với cô, là bác sĩ nói độc trùng đã xâm nhập tới não rồi. Thì chúng tôi nghe cái trường hợp này cũng nhiều và chúng tôi mới nhận trị. Tại cái bệnh này không trị thuốc men được. Nó có một cái điều phải trị bằng, nó có một cái chút mẹo. Có chút tâm linh trong đó thì trị bệnh rồi mới hết. Thế còn bệnh này không thể ăn gạo lứt muối mè. Bệnh này và cũng không thể trị bằng thuốc mà hết được.
Đây là một cái bệnh cũng giống giống như cái bệnh bà cụ trong cái kỳ giỗ năm trước á, có một bà cụ phát biểu. Bà cụ đó thì độc trùng nó thâm nhập tới tủy sống à. Đằng đó thì bác sĩ cũng đưa xe